Chỉ ít phút, tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên tuyến đường vành đai 2 đã có đến hàng chục phương tiện xe máy đi vào đường cấm bị phát hiện xử lý. Muôn vàn các lý do được đưa ra để biện minh. Đang tiện đường đi bên ngoài thì đi theo họ, thế họ đi đằng trước thì mình lại đi theo sau thôi, chứ còn mình không phải đi vội đi làm, mình đi làm công nhân mà. Anh không biết đường, anh cũng thấy người ta đi đường lên đường trên thì anh cũng đi thôi chứ anh cũng chả vội vàng gì. Theo quy định, mức phạt đối với hành vi điều khiển xe đi vào đường cấm sẽ bị xử phạt 500.000 đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chế tài vẫn còn quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe với một bộ phận người dân thiếu ý thức, cố tình vi phạm. Tôi rất bức xúc về chuyện này và hôm nay thì thực sự là tôi không thể hình dung nổi. Phải nói là hàng trăm xe chạy ngược chiều lại để trốn nhận cảnh sát giao thông trên một cung đường 80 km/h như thế. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi ngày vào giờ cao điểm có tổ tuần tra xử lý trung bình khoảng 15 đến 20 trường hợp vi phạm. Nhưng chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng là vi phạm lại tái diễn. Đi xe mà đi vào nơi có biển có nội dung cấm đối với loại phương tiện, cụ thể là mô tô trên đường vành đai 2 trên cao, thì nó tiềm ẩn những nguy cơ là gây tai nạn. Và khi đấy thì những tai nạn ở trên đường vành đai 2 trên cao nó sẽ rất là nghiêm trọng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên tục từ nay đến hết năm, công tác xử lý vi phạm này sẽ được thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao ý thức cho người điều khiển phương tiện, đừng vì nhanh một giây mà chậm cả đời.